chương một tiết tử bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com mẹ của em hôm nay đề bài làm văn là mẹ của em vốn cô giáo muốn bọn mình viết về cha của em nhưng vì mình không có cha nên sửa thành mẹ của em mẹ của em rất tốt tính cách rất lạc quan khi cười cũng rất lớn dì ngãi thường nói mẹ lạc quan vô cùng dì ngãi là mẹ của trọng vũ ý của dì là mẹ còn lạc quan hơn cả lạc quan lạc quan đến có chút ngốc nghếch vì ngãi con bảo, tính của mẹ và em rất giống nhau nhưng em tuyệt đối không ngốc, tháng trước kiểm tra em đứng thứ hai, mẹ vẫn khen em thông minh, nói nhất định là em giống cha, mẹ thường bảo cha rất đẹp, đáng tiếc em sinh ra lại có vẻ giống mẹ. Em chưa từng thấy cha, không biết cha có đẹp trai hay không? Mẹ bảo cha giống siêu sao Lam Tư trong TV, em và Trọng Vũ đều rất nghi ngờ. Trọng Vũ nói, nhất định mẹ thần tượng Lam Tư, em cũng cảm thấy như thế. Bởi vì mỗi lần Lam Tư xuất hiện trên TV, cho dù mẹ đang tắm cũng chạy ra, rất khoa trương. Hơn nữa, trong nhà có rất nhiều thứ liên quan đến Lam Tư, nào là CD, DVD, poster, tạp chí. Thật sự rất nhiều, mẹ viết tiểu thuyết, đây là công việc của mẹ, cũng sẽ viết nhạc, cái này cũng là việc của mẹ. Cho nên mẹ thường ngồi trước máy tính đánh chữ kiếm tiền, đánh tới xương sống, thắt lưng đau nhức rất vất vả, em không có cha nhưng lại có một người mẹ rất yêu mình, thần tượng của mẹ là Lam Tư trong TV. Sau này lớn lên em muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ. Con yêu mẹ, cô giáo Bình. Mẹ vất vả làm việc nuôi em, em nhất định phải hiếu thảo vấn, còn nữa, vẫn còn sai lỗi chính tả, chép lại đúng 10 lần rồi nộp cho cô. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.